Em chả biết. Em không làm gì trả lời. Làm thế nào để bạn làm điều đó một cách khác đi. Tôi học hỏi nhiều hơn. Tôi ăn trộm. Ai gọi em? Chị gọi em à? Bên chị là con dưới nhá, bên đấy là hai con trên nhá. Chị Hương ơi. Nói. Chị khỏe không? Không. Nói nhanh. Con bia Buffy à? Chị gửi ra với ai gửi em nhỉ? Hả? Con bia Buffy không? Không, chị không dùng bia Út, chị dùng bia của chị mà. Làm như nào mà bạn để mà làm điều đó một cách khác đi nhỉ? Đang làm đúng đi, làm cách khác đi. Thay đổi rồi. Thay đổi cách nhắn. Khác đi thì cứ thay đổi thôi nhỉ? Không hỏi vào cái gì ăn. Thay đổi cách làm mới. Luôn trao dồi học hỏi. Thay đổi cách làm mới. Học hỏi từ. Nhưng mà mình cứ đi học được đâu luôn trong mắt mình làm mấy cái này. Cứ làm thôi nhưng làm nhanh còn đi làm video. Cần gì làm á? Cho rồi. Hả? Cho gì? Thế nên nó mới bảo là một người làm chuyên gia thôi. Xong rồi anh em về cắt ghép ra. Tức là cắt ghép chỉ cắt ghép bước thêm thôi. Video đấy cả. Bây giờ mình đang ăn trộm từ nó làm gì. Tía mình cắt mình thì đấy.